Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh Kim Mật cuối tuần vui vẻ của mình. Và sau đây là mình sẽ làm một cái công việc quen thuộc vào cuối tuần. Cứ mỗi lần cuối tuần là mình tắm hai con chó nhà mình. Bây giờ mình sẽ thao tác cho các bạn xem nha. Thank you.
Trong quá trình chờ đợi thì mình phải mồ thêm nước đó các bạn. Phải cung cấp nước thêm vào để cho tấm con thứ hai, con thứ hai nó mập lắm. Nó mập lắm, nó béo phì rồi.
cho nên là tắm hồ thứ hai là phải hai thau nước vậy đó, cái thau xanh dương với cái thau xanh ở đây phải hai thau mới đủ. À, nó mập các bạn, nó mập thì nó tốn nhiều nước để gội dơ lớp lông đợt một này, còn đợt hai là mới thoa chính thức cái dầu gội của Bio. Thường á, cái thau đỏ là sau khi mình thau đỏ này nè, sau khi mình giặt mình lau lông tụi nó dơ rồi thì mình bỏ qua đó, để lát nữa mình giặt phơi khô cho sạch sẽ hả bác. Còn tắm hai con là thường hai thau, một thau xanh này với một cái thau xanh này, hai thau. Xong hết rồi là mình sẽ đi trà xanh. Thau này đầu rồi các bạn, còn thau này nữa nè, để mình tắm cái con coca, cái con vàng vàng hồi nãy thứ nhất á, và nó giống thứ nhất á, nó tên là Milo, chó nhà mình á, còn là bia rồi nước ngọt không các bạn, cái con trước là Henrique, lơ mình lơ. Rồi bây giờ mình sẽ tắm con thứ hai nha các bạn. Nhiều lắm á, thì cái loại dầu gội này á nó ít tạt bọt, ít tạt bọt nhưng mà thơm nha các bạn. Nó mà tắm cái bụng này giống như mình đang chà xe vậy, nó không sửa xe á, tắm cái nó phải cùng mình vậy nó mới sạch chứ. Thank you.
lắm rồi. Con chó đã xong, cái đất nó đã rớt ra các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy này. Đó, hai con chó nhà mình này. Đây là cái khế nhà mình, cái khế nhà mình này. Nó rớt ra này, các bạn thấy không? Ở đây, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ cái chà nó xong nha các bạn. Xong nhà mình với cây khế nó rụng. Nó rụng nhiều quá. Đó. Khế trái quá trời luôn. Nó rụng quá trời dưới sân này. Tấm cháo dơ này. Tấm cháo dơ sẵn. Bây giờ mình sẽ chà sân luôn nha các bạn. Mình sẽ lấy nước mình chà sân luôn. Nhiều quá.